Xin chào các bạn, lại là Neo Minh Đan đây. Loài hoa tulip là một loài hoa đa sắc màu rực rỡ, mang một vẻ đẹp giản dị rất riêng và vô cùng thanh khiết. Vậy thì hôm nay các bạn cùng mình đang xem hết clip này nha. Sơn màu nền và dùng treo màu tím vẽ tựa hình chuông, tô đều màu và cho đi hơi khô. Dùng treo màu tím nhạt vẽ chồng lên nét vẽ đậm và tô đều màu. Hoặc bạn có thể pha một chút màu trắng để có được một màu tím nhạt như mình đang vẽ nha. Tiếp đến dùng màu cam và vàng vẽ tương tự như bông hoa đầu tiên. Lưu ý ở hai bông hoa bạn chừa một khoảng trống nhỏ ở giữa để bông hoa có độ sâu hơn. Dùng treo màu xanh lá nhạt vẽ lá có độ cong nhẹ và lần lượt tô đều màu. Tiếp đến dùng cọ dặm và treo màu tím đậm hơn và dặm từ trong gốc cánh hoa có độ đậm đến nhạt. Và dùng màu cam đậm dặm hoa còn lại tương tự như bông hoa đầu tiên. Về phần lá cũng sẽ dặm tương tự từ trong đậm và loang nhạt dần ra và cho đi hơi khô. Vẫn dùng treo màu xanh đã dặm trước đó viền xung quanh các lá. Dùng treo màu trắng để viền xung quanh bông hoa và lá. Lưu ý viền đậm nhạt cho bông hoa và lá có độ 3D. Để trang trí cho bông hoa thêm xinh hơn, mình đang dùng cỏ nét kim tuyến viền xung quanh cho mẫu vẽ thêm phần lấp lánh. Hũ tất treo, vậy là mình đang đã vẽ hoàn thành mẫu hoa tulip rồi nè. Nếu các bạn yêu thích hoa tulip thì không thể bỏ qua clip này và thực hiện ngay đi nha. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công mẫu vẽ hoa tulip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Minh Đan nhé.